Ok, và chào mấy em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng làm về con Dusu người sói, sẽ kết hợp với lại con Illusionist 5 con người sói, đâu 6 con người sói, thử chơi là xem nó sẽ như thế nào anh em nhá. Dusu này, Illusionist này, và vũ khí. Ô, vẫn được sử dụng vũ khí á. Mình tưởng là con này không cho sử dụng vũ khí chứ nhở. Con người sói thì làm gì được sử dụng vũ khí đâu. Ừ ha. À, thế nếu như mà cho sử dụng vũ khí như này thì cho chơi với lại cái này đi. Ờ đấy, cho chơi với lại cái cloud đi. Này, cho nó giống kiểu người sói này, được chưa? Ok. Item à? Item thì mình nghĩ là sẽ lấy mấy cái item mà nó liên quan đến con người sói ấy. Đó là lấy cái item mà của mấy con sói. Đây là cái này đầu tiên này, cái này thứ hai này, cái này thứ ba này. Đấy, bộ 3 item của con sói. Ok. Hóa sói luôn này. Úi. Úi. Ôi, nhưng mà mấy con kia nó không phải là con Dusu dạng sói anh em ạ. Nó lại là Dusu dạng người. Ôi giời ơi, mình cứ tưởng nó là Dusu dạng sói nhưng mà không phải. Nó là Dusu dạng người anh em ơi. Ờ, nó là Dusu dạng người. Mà nó cũng không hóa sói cơ. Ờ, thế nếu như mà hôm nào mình thử chơi con Dusu đấy mà chơi kết hợp với lại cái con Dusu dạng thường ấy. À không, con Illusionist của mình mà chơi với lại con Dusu dạng thường thì nó sẽ như thế nào ta? Ừ, nếu như mà hôm nào mình thử chơi như thế đi xem như thế nào. Con Illusionist sẽ kết hợp với lại con Dusu ở dạng người. 5 con Dusu dạng người, không biết là nó có hóa xoáy hết cả 5 không? 6 con chứ. Hay là chỉ có con bản gốc của mình nó mới bản chính của mình, bản thể thì nó mới hóa xoáy thôi. Còn mấy con bản sao thì nó không hóa. Khá là tò mò đấy. Ok, để hôm nào thử. Cái này spell down bỏ đi. 5% attack. Mình sẽ lấy full attack chém cho nó nhanh. Thêm quái này. Thêm quái được. Thêm quái chém cho nó vui. Lâu lắm rồi mới quay trở lại mod mod VLM nhỉ. À đâu, mod này mod VLM đúng rồi. VB Tato. Nhưng mà nói tóm gọn thì nó là VLM. Trước đấy thì nó là VLM. Ui, có 3 cái item của con sói vào đánh đau lắm. Bọn này không có tuổi luôn. Đánh hết, cần kèo hết luôn. 5% dam, 3 máu. 5% dam, 10% attack. Cái này thì con này thì nó sẽ chơi theo cái kiểu là dam từ dam dài, dam ngắn, dam chí mạng, càng nhiều chí mạng càng tốt. Cái này đốt nguyên tố này không cần đâu. Phần trăm nhặt này cũng được ấy. Cái này cũng được này. Nhiều cây hơn này. Ok, thêm cái này được này, tí nữa lấy sau. Cái con Dusu của dạng sói này thì khi mà vào trận đấu thì anh em mình sẽ hóa sói ngay từ đầu game. Còn cái con Dusu ở dạng người thì phải đến giữa quay thì chúng ta mới hóa sói cơ. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Nói chung là nó cũng gọi là biến thể thôi mà. Một con thì là lấy nhân vật ngay từ đầu game, một con thì phải đến giữa quay thì nó mới hóa thành con nhân vật khác. Thế thôi. Nhưng mà kiểu chơi như này hay phết nhỉ. Lâu lắm rồi không chơi lại. Trừ 1 máu. À đâu, à đúng rồi, trừ 1 máu cộng đam ngắn và chí mạng. Không 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 lấy. Cái này mình sẽ lấy tiếp attack speed. Mình cần thật nhiều attack speed đánh cho sướng. Đem đam nữa này. Quả trứng này. Quả trứng là thêm một bản sao nữa đấy. Hay là mình sẽ có đâu đấy là 5 bản, à, 6 bản sao với một bản thể nữa. Con bản sao kia lấy từ quả trứng thì nó lại cầm đũa phép ạ. Nói chung là cái mấy cái con bản sao mà nở ra từ trứng ấy thì nó sẽ không cầm vũ khí giống 5 con bản sao mà chắc chắn có từ con Illusionist đâu. Nó cầm vũ khí khác lắm. Ôi chẹp đau thế, chí mạng kìa. Chí mạng vãi trưởng luôn. Ồ, cái con người sói này chém ra chí mạng rơi nhiều quả phết nhá. Ừ, thế con này mà cho chơi với lại con Gardiner thì sao nhỉ? Không biết là nó sẽ như thế nào. Đam này. Ngắn. Này cái này. Nam may mắn cộng 2 vết tinh từ material. Material mình đang ít của sứ được ấy, lấy làm gì? Thêm knockback.
cộng 1 cây và 5 quái. Ô, item mình lạ nhỉ. Trừ rain, cái này được tí lấy sau. Way 6. Ồ, trời, con bản sao vừa nãy mình lấy thêm nữa nó lại tầm súng ạ. Mỗi một con có một kiểu chơi đam luôn. Con vừa nãy thì là đam nguyên tố. Còn mấy cái con 5 con mà bản sao từ đầu của con Isonic thì nó lại cầm cái vuốt. Mình cho nó cầm cái vuốt như kiểu của cái nhân vật gì trong phim gì Wolverine cái gì người sói ấy. Cái phim người sói mà dị nhân ấy. Ở đây kiểu thế. Nhưng mà cái này nó nhìn giống găng tay hổ báo ở trong cái phim cái gì siêu nhân ngày xưa ấy. Ờ, nhìn khá là giống đấy. Bỏ cái này đi. Ba giáp mình sẽ lấy 9 tốc chạy đi. Con này bị trừ nhiều đóp thế nhở. Lại thêm một bản sao nữa này. Trợ này lắm bản sao cho phết. Knockback cái này được. Cái này được này. Đi lấy sao quay 7. Ui lắm bản sao thế. Nhiều bản sao vãi trưởng ra. Này phải cần thêm quái rồi. Đang ít quái quá. Nhưng mà dọn quá nhanh nhở. Dọn quá nhanh vãi. Dọn quá được của nó ấy chứ. Rồi. Ok. Ui 300 dam kìa. Máu hơi ít ta. Có 26 máu thôi. Ui đam to thế. Ui đam. Đam kìa. Đam kinh khủng thật. Đam sợ thế nhở. Đam khủng khiếp đấy. Ok. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Cái này mình sẽ lấy ba giáp. Đây ba giáp. Lấy thêm 9 máu đi. Có ra được 9 máu không? 15 lắc này cũng được. Thêm được cái này. Đam nguyên tố 200 pick up. Lấy thêm rừng cây này. Thêm cái này được này. Thêm rừng cây này. Đánh phát chết cây cũng được này. Ngon. Ui map khá là rộng ấy nhá. Mình có 3 cái item kia là đánh map khá là rộng đấy. Map rộng vãi trưởng ra. Lấy thêm tốc chạy được. Nhưng không thì không đủ để nhặt đủ tốc chạy đi. Nhặt kịp mà serial đâu. Anh em để ý kỹ nhá. Con bản thể của mình là con người sói nhá. Con có đầu sói nhá. Chứ còn mấy con bản sao là đầu đu su nhá. Không anh em mày lẫn lộn hết nhân vật của mình thì chết đấy. Nhiều quả tính ra nhiều quả ra phết. Con này tính ra nhiều quả vãi trưởng ha. Nhiều quả này chơi với lại con kia là cũng hợp lý rồi. Chơi với con Gardiner là cũng hay. Spawn thêm mấy con cây ăn thịt nữa. Ok. Ồ cái này ha, vết tinh cái này được này. Mình bỏ đi. Cái này mình sẽ lấy thêm 15 lắc nữa được. Pick up này. Roll tiếp. Đam cái này được này. Pick up này. Đam nguyên tố mỗi quay. Có cái nào mà tăng thêm máu cho mình không? Mình chưa thấy nó ra thêm đồ cho nó xịn xịn hơn nhỉ. Đồ giờ vẫn lởm quá. Ui cái này nhìn lạ thế nhỉ. Trừ 2 hồi máu cộng 6 lắc 600 attack speed. Ồ cái này như có cả kết hợp thì sao ấy. Thôi kệ đi, kệ đi. Không lấy. Quay 9 à. Quay 9 thì nhiều quái hơn này. Để xem là quay 9 nó sẽ đông quái đến mức nào nào. Nào, nhào vô đây. Nhào vô đây mấy con lợn này. Nhào vô đây, chém hết. Chưa kịp tiếp cận mình nó đánh cho rồi. Mấy con bản sao của mình nó đánh cho tan nát hết luôn. Không đỡ kịp. Được của nó đấy chứ. Được của nó đi chứ. Được của nó đi chứ. Ôi. Ok. Ui đam to vãi trưởng đây anh em ạ. Đam to xong nó lại còn clear quái kìa. Ui clear quái kiểu diện rộng luôn ấy.
Nhìn sợ thực sự ạ. Ôi lâu lại còn lâu không chơi lại con người xóa này mà cảm giác bá đạo thế. Ui sợ thật. Phải lâu lắm rồi mình mới quay lại mình chơi cái mod VLM đấy. Phải lâu lắm rồi bởi vì mình hay cài cái mod VLM này và thì nó lại hay bị lỗi cho nên là mình không hay cài. Lâu lâu không chơi lại mà đỉnh cao thế nhở. Công nhận hay thực sự ấy. Nó kinh khủng luôn ấy. Ui thêm được cái này ngon này. À, thêm một cây và 5% quái này. Đông quái nữa càng tốt. 10% harvesting mỗi quay. Trừ 5 dam và 30 rain. Không chả cần đâu. Con này không cần quá nhiều harvesting làm gì. À, thêm tí dam may mắn được này. Thêm cây này. Ui trận này tính ra lắm cây bãi trưởng ra. Trận này lắm cây đấy. Đông quái thế nhở. Mình hơi ít máu. Đàm sợ thật. Chém ghê thật ý. Chém quái khó thở luôn. Nào đỡ đi. Chúng mày đỡ đi. Ui. Bọn này làm sao mà đỡ lại được đây. Làm sao mà có thể đỡ lại được. Làm sao mà có thể đỡ lại được. Kinh khủng luôn đi chứ. Quá khủng khiếp. Đỡ bằng răng. Đỡ bằng niềm tin và hy vọng. Rồi ok. Ui chém là toàn đam chí mạng kìa. Ghê thật. Cái này 30 size map kìa. Thôi bỏ đi. Tăng làm gì sao map nhiều như thế. 6 đam ngắn à. Lấy đam ngắn được. Né tránh này thôi. Né tránh đã bị âm nhiều rồi. Chả cần phải lấy thêm đâu. Thêm quả trứng này thôi. Chả lấy thêm quả trứng nữa đâu. Cái này được này. Đây đam tốc chạy này. Thêm cái này này. Thêm một cái này nữa này. Này trừ lắc tăng speed với tăng hút máu. Nhiều cây hơn nữa này. Mình tính ra trận là nhiều cây thế. 15 máu quá. Cái này thêm này này. Ủa 1200 tiền cả. Mình nhiều tiền ra phết đấy chứ. Tính ra chơi con người sói này bây giờ dễ chơi nhở. Được cái chứ. Thêm quái nữa đi. Hút máu trừ 8 lắc thì lấy được. Lấy thêm này là bù lắc lại. Lấy thêm được cái này. Cái này 20 lắc trừ 2 hồi máu. Ui 20 lắc cũng được. Cái này cũng được. Thêm đam nổ à. Mình có chơi đam nổ đâu mà cần lấy. Cái này lấy được này. Cái này lấy được này. Ok quên 11 này. Elite này. Ui nhiều cây thế. Ui rồi elite đi. Elite mình cào cho vài cào thôi là chết ngay mà anh em à. À trông này. Elite không thở nổi đâu. Tầm này elite làm sao mà thở nổi nữa. Thở kiểu gì. Ôi trông đánh này. Đánh như thế này thì thôi chứ còn gì nữa. Đỡ khó đỡ lắm. Sao mà đỡ được. Tầm này mà đỡ được thì chịu luôn. Không biết nói gì luôn. Oánh nhanh thế nhở. Ôi anh xuống thế. Toàn 400 đam 400 đam kìa. Rồi có thêm cái hút material nữa. Đỡ đi nhặt. Đỡ đi nhặt material. Đỡ tốn công. Bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ cái này. Ô hòm đỏ cho được cái này à. Cũng được. 15% attack speed. Thêm harvesting. Cái này thêm 28% material bắt đầu mới quay. Thôi không cần phải lấy cái đấy đâu. Đam kỳ sử cái đam may mắn này. Thêm quái này. Thêm quái đi. Giờ thêm quái được là ngon. 10 giáp. Thêm được 10 giáp. Thêm được 12 đam và 5 speed nữa. Nhưng mà trừ 25 máu. Mình sẽ bị trừ đi khá nhiều máu đấy. Cũng được không sao. Máu của mình thì nó tí nữa mình bù được. Anh em yên tâm. Trừ 8 lắc. Tăng được 10 speed. Ôi tăng thêm 10 speed vậy nữa. Nhiều speed thế nhở. Đam đỏ à. Không giờ cái này cộng lắc khi mà nhặt quả đầy máu này. Được này. Ok thế thì chúng ta đến với quay tiếp theo thôi.
Chần chờ gì nữa nhờ. Tăng 28% lấy luôn cái này đi, trừ 2 giáp được. Ok. Nhặt quả cái đầy máu thì tăng lắc này. Cộng 1 lắc này, 1 lắc nữa này. Ui thế thì nhiều lắc lắm, đảm bảo cực kỳ nhiều lắc luôn. Mình đi mình nhặt cho thì thôi luôn. Một binh đoàn đằng sau 7-8 con bản sao đằng sau kia nó rất clear quái cho mình. Còn việc của mình là chỉ đi nhặt lắc thôi. Mà cái vút của mình nó đánh cũng xa cơ nhở. Cái con bản thể của mình nó đánh cũng xa cơ. Ôi trời, nhiều quả lắm. Riêng về quả thì trận này quá nhiều quả luôn. Lấy mấy cái tăng sai map ấy, mấy cái cây rồi. Chẳng lẽ này không ra nhiều quả nữa thì chịu luôn. Quả phải liên tục luôn đấy chứ. Vừa nãy mình có mấy chục lắc thôi. Hai mấy lắc thôi. Không biết là sau cái này thì mình sẽ lên được bao nhiêu lắc. Mình đoán nó phải lên được năm mấy lắc đấy. Nào để xem lên được năm mấy lắc nào. Ui lên 108 chứ không phải năm mấy lắc. Ai chuẩn. Nó còn lên lắm lắc như thế cơ mà. Nó còn nhiều lắc như thế cơ mà. Thêm chí mạng này. Thêm cây này. Ôi lại cây này. Tăng 2 vết tinh từ material. Lấy được. Rồi thế thì vào quay tiếp theo. Cái này thì sẽ lock speed. Lock speed và ở lock speed cũng được. Mình không cần thêm speed quá nhiều nữa đâu. Speed như này là đủ dùng rồi. Ui cái vuốt bây giờ chém. Cái vuốt bây giờ xoáy to thế. Cái này nó tăng độ rộng theo range à? Càng nhiều range thì nó càng rộng à? Bây giờ anh em nhìn chém thì nó chém xa to mấy chưởng ra. Ui ghê thật đấy. Được nha, được nha. Ui này phải đông quái nữa mới vui này. Ôi thế này thì hôm nào mình phải cho con này kết hợp với lại con Blade đi. Hoặc là con Fruit gì đấy. Cho nó thật nhiều quả lên. Cho nó phê lòi ra luôn. Đông quái. Ui đam lên 1000 rồi đấy. Mình vừa tới 1000 đam đúng không? Đấy 1000 đam kìa. Ui lắc cộng này. Ui 183 lắc. Ai trưởng. Thêm quái này. Giờ thêm quái hợp lý rồi. 3 giáp này. 15% attack nữa này. Roll đi. Thêm quái nữa này. Cái này đam nổ, sai nổ không? Mình có chơi sai nổ quái đâu. 12 đam nữa này. Ui đam may mắn bây giờ 101 này. Pick up thêm cây này. Nhiều lắc như này rồi mà chưa thấy ra một cái đồ đỏ nào nhở. Từ nãy giờ chưa thấy ra một cái đồ đỏ nào luôn. Ồ. Chưa thấy nó ra được một cái đồ đỏ nào gọi là có. Cái này lấy được. Cái này lấy được. Cái này thì 12 máu đam nổ lấy thêm được cái này. 6 đam ngắn lấy thêm được cái này. 2000 material đấy. Không phải ít đâu. Đây là mua thoải mái. Vương miện này. Lại tăng 2 vết tinh mỗi quay nữa. Đảm giá item này. Ồ, cái này thì không. Mấy cái này thì không. Quả trứng tím này mình không cần luôn. Lại trừ speed, tăng máu và tăng giáp. Cũng được luôn. Speed tí nữa có gì mình bù sau. Đây thêm quái nữa này. Kinh nghiệm này. Đây thêm quái nữa này. Tầm nhặt này. Rain này. 158 này. Rain tầm nhặt tiếp này. Chí mạng này. Đang tìm thêm. Ui cái này là cái gì đây? Dark Star King Armor. Giáp của vua cái gì? Vua ngôi sao bóng tối cái gì gì đây? Trừ 8 speed cộng 3 đam retribution đam nguyên tố sẽ được tăng 15%. Cái này thì chơi thêm phải đam nguyên tố rồi. Cộng 18 speed này. Ôi trời ơi. Full speed luôn. Rồi, vào quay tiếp theo. Quay 14. Bây giờ thì nó có gọi là bá đạo luôn này. Ui, chém rộng thế. Một lần khua tay thôi là đi hết bọn quái luôn đấy chứ. Chém ghê thực sự ạ. À, anh em chung này. Nó chém này. Chém như này thì đỡ hơn được. Giờ thêm cái hút tiền nữa thì ngon. Cần thêm được cái hút tiền nữa.
Mình thấy có phát lên 800 đam rồi đấy. 1000 đam kìa. Nói chung là chơi kiểu này thì đam các anh em mình không phải lo nữa rồi. Bởi vì đam nó thêm về chí mạng nhiều, nên là không cần phải lo nữa. Ui xùi trông nó xoáy một phát kìa. Nó xoáy một phát thôi thì kinh khủng luôn. Rồi, ui xùi lắc cộng kìa. Nhiều lắc thế. Mà cái này thì lấy bừa thôi chứ còn bây giờ thì biết đâu một lần nữa. 20 speed này, quê 15 này. Nào quái đâu, ra đây. Càng đông càng vui. Ô elite à, con elite chạy nhanh thế. À ừ, mình lấy mấy cái tăng speed cho quái mà. Bảo sao mấy con elite này nó không chạy nhanh. Ôi chồng nó xoáy đam kìa. À thật. Nhìn mà đau thay cho quái luôn á. Xoáy đam kinh luôn. Mấy con bản sao nó bắn đam đau cơ. Cũng toàn 200 đam đấy. Đùa đâu. Đam ghê thế. Đam phát sợ luôn kìa. Toàn nghìn đam nó xoáy phát kìa. Cái lúc mà nó xoáy tròn ấy là đam to quái trưởng ra ấy. Khả năng clear quái gọi là tuyệt vời luôn. Công nhận. Này đông quái nữa chém cho mới vui này. Ui lắc cộng kìa. Cộng nhiều lắc thế. Cộng nhiều lắc cực kỳ luôn này. Nhiều lắc kinh khủng luôn ấy. Speed thì full rồi, không cần lấy speed nữa đâu. Nó cháy 1600 đam, 1200 đam nữa. Cái này thì sẽ chuyển hóa đam kỹ sư của mình thành hồi máu, lấy được. Cái này thì ôi, khoai tây mộc mầm à. Thêm được quả khoai tây mộc mầm nữa luôn ạ. Vãi trưởng thật. Mà mình có đang cầm vũ khí đâu. Ừ mình còn đang không cầm vũ khí mà lại còn lấy được cả khoai tây mộc mầm là hơi điêu nhá. Cái này tăng thêm né tránh này, tăng thêm mấy này. À vét cái này lấy được cái này này. Kết thúc endlist này. Kết thúc endlist à. Kết thúc endlist thì không. Không. Thêm cây này. Ôi trận này lắm cây thế à. Trận này lắm cây cực kỳ luôn á. Đà may mắn này. May mắn này. Này cộng 2 vết tinh này. 600 2 vết tinh rồi kìa. Này nữa này. 12 range tăng thêm 1200 đam. Đam mỗi way này. Speed thêm được 25% đam này. Boss và elite này. Ui thêm chí mạng này. Đam may mắn này. Ui trận này tính ra khỏe vãi. Thêm một con bản sao nữa này. Trận này quá khỏe rồi. Trận này thì không quái không đỡ được rồi. Cộng 10 giây wait time á. Lấy cái này xong thì trừ 20% mà chưa được drop. Cộng 10 giây mỗi wait. Cộng 5 giây cộng 5 đam mỗi 5 giây. Tức là mỗi giây mình tăng 1 đam. The Knight. Nó có kết hợp với lại cái này không? Vừa nãy mình nhớ là mình lấy cái gì. À cái áo giáp. Cái áo giáp mình vừa nãy mình không lấy à? Ừ vừa nãy mình không lấy cái áo giáp rồi. Mấy đấy nó tương trợ với nhau hay sao ấy. Nó kiểu nó bổ trợ cho nhau ấy. Ồ nhưng mà tôi không lấy đâu. Trừ đi 20% mà shoulder drop mình không muốn lắm. Tầm này cứ đông quái là vui này. Ui hút xa thế. Không có hút tiền mà hút xa thế. Ui đánh sướng quá ai. Ui anh em nhìn này. Quái không tiếp cận được mình luôn á. Ui quái đâu hết rồi. Sao không đến đây đánh đi. Map rộng quá à. Ui đây rồi. Bây giờ mới bắt đầu thấy quái này. Ui chém kìa. Kinh khủng luôn đấy chứ. Đừng có đùa. Rồi win. Xong wave 16. Ui mà xôi rồi trên này nhiều thế. Ui hòm này. Hòm nhiều thế. Nhiều hòm quá. Nhiều hòm quá nhưng mình không lấy đâu. Tầm này thì cần gì lấy hòm nữa.
mấy hôm lấy lởm lắm. Cái này lấy thêm 65 ngắn nữa. Rồi vào quân 17 này. Đánh nhanh thắng nhanh luôn. Trời ơi, đi đâu càng cái quái đấy. Năm trăm máu kìa. Nhiều mà chưa rồi thế nhở. Ui rồi đánh này. Kinh khủng luôn. Lắm hòm thế nhở. Bây giờ nhiều may mắn quá rồi. Nhưng mà bây giờ đánh cái gì nó cũng ra hòm luôn đấy. Nhưng mà toàn hòm xanh thôi. Chơi cái boss VLM này thì mình sẽ không rơi ra được hòm rainbow đâu. Ui, nhiều quả ấy. Sao mỗi một quê thì còn tăng được cả đống máu ấy chứ. Rồi, ok, ok. Vãi trưởng thật. Garden này thôi, thôi, thôi. Mấy cái item này thì thôi bỏ qua hết. Không lấy một cái nào luôn. Không lấy một cái item nào gọi là có 12 speed à. Thôi, 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 speed thì full rồi. Đâm kỹ sư 20 luck. Low speed. Rồi, quay tiếp theo, quay 18. Elite này, elite đâu? Elite đâu, elite đâu? Ôi, elite này. Elite chết nhanh thế. Ra cái chết luôn. Ủa, map rộng thế nhở. Map rộng thực sự luôn. Map mình phải đi mãi với hết rồi này. Đi mãi nó mới thấy gì à luôn. Map rộng thế. Công nhận map rộng thật. Biết bao lời ca. Tầm này chắc chắn win rồi. Kèo này mà không win nữa thì kèo nào win. Rồi, rồi. Ui, ui. Ôi ôi, hai vết tinh nữa cộng một kìa. Ui, lắm hai vết tinh thế. Cái này bỏ đi. Cái cuốn sách đấy để mình nhớ lần trước mình chơi cái boss VLM là các bạn bảo mình là không nên lấy cuốn sách đấy, bởi vì cuốn sách ấy nó rất là phá. Thế là lần này mình chơi lại thì mình cũng không lấy luôn. Máu vào quay tiếp theo. Lấy thêm cái này đi. Năm đam mỗi quay trừ 20% material drop cũng không sao, bởi vì bây giờ material nó cũng nhiều lắm rồi. Mình chả cần phải lấy thêm material nữa đâu. Có thêm chả để làm gì ấy. Có cả hộp quà kìa. Mấy item nhìn lạ chứ nhở. Trừ 25 máu cho 10 giáp cái kiểu này. Ồ, thêm cây này. Ủa trời, thêm cây nữa thì map rộng lắm. Map rộng kinh khủng luôn ý. Ủa, tiền kìa. Số tiền ngũ bảy luôn. Số material vừa nãy anh em có để ý lúc mình mới vào quay không? 7777 luôn ấy. Ui map rộng thế nhở. Nhiều máu thế. Nhiều máu quá. Nhiều máu kinh khủng luôn này. Bởi vì mỗi một wave mình được cộng đâu đấy mấy chục phần trăm mà chơi rồi khi bắt đầu mỗi wave mà. Cái item mà cộng mà chơi rồi bắt đầu mỗi wave ấy. Đấy mấy cái item ấy nó kinh khủng lắm. Chồng này cả một đoàn quân theo đằng sau. Cũng kiểu huynh đệ đằng sau luôn ấy. Xem nào mình đến thôi nào. 2, 4, 5. 5 con của con illusionist rồi nhá. Mới lại 1, 2, 3. Phải 4 đến 5 con tử quả trứng nữa. Phải chục thằng ấy. Ui 79.000 mà serial à. Ai trưởng. Rồi, ui trời lên level kìa. Ui trời ơi. 8.000 hai vết tinh. Bảo sao. Chuẩn bị lên 9.000 hai vết tinh này. Sắp lên 9.000 hai vết tinh đến nơi này. Rồi, ok. Quay tiếp theo luôn. Quả cần mua cái gì. Ui. Ui này, đánh boss phát win luôn này. Boss đâu, ui. Map rộng cái nữa là không nhìn thấy boss đâu luôn. À đây, boss đây, boss đây. Xoáy phát. Một con đi này. Có con nữa.
Con nữa đâu? Ơ con nữa đâu? Trên này à? Đâu? Ơ con bot nữa đâu? Con bot nữa đâu? Ơ không nhìn thấy con bot thứ hai mà cũng win luôn này. Ui công nhận lại gặp vui thì ghê vãi trường. Lâu không chơi lại con Dosu này, con Dosu này khỏe thế. Mẹ con Dosu này khỏe vãi trưởng nha. Sợ thật. Không nhận khỏe thật. Lâu không chơi lại con này mà con này khỏe thế. Bá đạo thế nhở. Ok. À sự bá đạo của con này nó làm mình kinh khủng quá anh em ạ. Nếu anh em thấy video hay để lại cho mình một like, subscribe kênh nha. Ghê thật. Bye bye mọi người, see you again later.